ngày 2 tháng 6, xóm Nà Làng, xã Lam Vĩ đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa xóm. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo xã Lam Vĩ, đại diện các xóm trên địa bàn xã cùng đông đảo bà con nhân dân trong xóm. Xóm Nà Làng, xã Lam Vĩ hiện có 90 hộ gia đình với 365 nhân khẩu để xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong xóm Nà Làng đã chung sức đồng lòng xây dựng nhà văn hóa của xóm. Sau gần 3 tháng thi công xây dựng, công trình nhà văn hóa đã hoàn thành với tổng diện tích khuôn viên nhà văn hóa là 615 m. Trong đó, diện tích nhà văn hóa là 160 m², đảm bảo theo quy định. Tổng trị giá đầu tư công trình là 450 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng và trên 20 tấn xi măng. Kinh phí còn lại, các nhà hảo tâm, con em xa quê hương và nhân dân trong xóm đóng góp. Nhà văn hóa xóm Nà Làng, xã Lâm Vĩ hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho bà con nhân dân có nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đồng thời, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Lâm Vĩ.